Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2024. Em muốn chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình. Quay trở lại với cái video này, em xin phép chia sẻ và tổng hợp những thông tin đáng chú ý gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Đầu tiên là Mã Tư Quốc Thanh có chia sẻ một bài viết mà nhắc nhở Phương Mama, nhắc nhở cơ quan chức năng hãy vào cuộc và có một hình phạt thích đáng dành cho Phương Mama xúc phạm bốn chữ vàng Tổ quốc ghi công nữa cả nhà. Mã Tư Quốc Thanh có chia sẻ một bài viết là một bài thơ khá là hay. Xin mời quý cô chú anh chị và các bạn mình lắng nghe nha. Một bài viết này có tên là Hòa bình là vô giá. Em có biết hòa bình giá trị bao nhiêu là đánh đổi vô vàn giọt nước mắt, máu cha ông nhuộm đỏ từng tấc đất, tiễn chồng con tóc mẹ bạc trắng đầu. Em có biết hòa bình có từ đâu, điếm sao hết, biết bao nhiêu thế hệ họ mãi mãi nằm vào lòng đất mẹ, tuổi xuân xanh gửi lại ở chiến trường để hòa bình nhận lấy lắm đau thương. Khắp đất nước ngàn nghĩa trang còn đó, hãy lắng nghe tiếng non sông than thở, những lời ru yên giấc ngủ ngàn đời, đất nước mình đây đó khắp nơi nơi. Em sẽ gặp vết chân tròn trên cát, gió lặng rồi tay áo còn lất phất, vì hòa bình họ không tiếc máu xương, cho hôm nay một dải núi liền xong, những vết thương lùi xa vào quá khứ. Nhưng một điều em ơi xin hãy nhớ, uống nước rồi nhớ nguồn cội cha ông, biết ghi ơn bao thế hệ anh hùng, họ ngã xuống cho yên bình đất nước, hãy trân trọng công lao người đi trước, hòa bình này vô giá có biết không. Đó là bài thơ có tên là Hòa bình là vô giá mà Mã Tư Quốc Thanh mới vừa chia sẻ đúng quý đó cô chú anh chị. Đó thì Mã Tư cũng có chia sẻ một cái dòng trạng thái nữa như thế này nè: biết bao nhiêu xương máu của những người anh hùng của ông cha ta nằm xuống để có ngày hôm nay được độc lập tự do, non sông nối liền Nam Bắc chung một nhà, tổ quốc ghi công là bốn chữ vàng của hồn thiêng sông núi. Đó cả nhà mình thấy không ạ? Rồi, đó là bài viết của Mã Tư Quốc Thanh có chia sẻ ha, nhắc nhở rằng chúng ta cần phải đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, nhớ ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhớ ơn những người đã hy sinh, đã giành lại độc lập, đã giành lại hòa bình cho chúng ta cho đến ngày hôm nay. Chúng ta sống ở một cái thời rất là hòa bình luôn, không có chiến tranh, không có phải hy sinh gì cả, thì chúng ta cần phải nhớ ơn và đời đời nhớ ơn và tôn trọng bốn chữ vàng Tổ quốc ghi công. Vậy đó mà Phương Mama, vợ của Vũ Công Công, đã xúc phạm bốn chữ vàng Tổ quốc ghi công, bôi nhọ xúc phạm và lên không gian mạng nói những lời tục tĩu bẩn bựa. Hy vọng là cô chú anh chị mình đừng để có cái vụ này nó chìm và nó lắng xuống ha. Cô chú anh chị mình cần phải chia sẻ rộng rãi lên để cơ quan chức năng có một cái hình phạt thật là thích đáng dành cho cô ta. Đó, thì chúng ta càng chia sẻ nhiều thì em nghĩ là cô ta sẽ đi làm từ thiện nhiều cả nhà. Mình chia sẻ nhiều là cô ta cứ làm từ thiện nhiều thôi à, là để cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nó được giúp đỡ, được hỗ trợ. Cô ta là hay có thói quen gì đó, mỗi lần mà ai chia sẻ những cái clip tục tiểu bẩn bựa bảo tồn cái con chim chép á, hoặc là bốn chữ vàng Tổ quốc ghi công chế lời quốc ca đồ đó cô chú anh chị, cô chú anh chị mình chia sẻ càng rộng rãi càng nhiều là cô ta lại thích đi làm từ thiện. Chia sẻ nhiều là cô ta thích đi làm từ thiện rồi cả nhà đó ha. Thì cả nhà mình cứ chia sẻ lên mạnh mẽ lên ha cả nhà đó. Và với cái câu chuyện này thì nhắc nhở chúng ta hãy nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và đời đời nhớ ơn ha, truyền đạt lại cho thế hệ sau này, đừng có giống như Phương Mama mà xúc phạm bốn chữ vàng Tổ quốc ghi công. Đó là điều sai trái và cũng như là không thể nào chấp nhận được ha cả nhà. Qua với một cái chủ đề khác thì em cũng muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình như thế này. Vừa rồi thì Vũ Công Công cũng có một cái mini show, một cái mini show mà anh ta bị lỗi rất là nhiều cô chú anh chị, lệch nhịp, hát nhép, và cũng như quên lời. Đó, lệch nhịp thì trên không gian mạng cho rằng đó là chặt bật đạn. Là chặt bật đạn đó quý cô chú anh chị. Theo mà cô chú anh chị cộng đồng mạng gọi là hát chặt bật đạn đó, lệch tông lệch nhịp, và cũng như là phải nhờ cái người bạn diễn mình đó, nhắc tuồng
nhưng mà anh ta cũng không biết đường nào mà để né, đường nào để tránh. Lúc đó thì Phương Mama có lên một dòng trạng thái, có nói rằng là nhường, nhường nhường cái phần đoạn đó để cho cái người bạn diễn của Vũ Công Công hát. Trời trời, cô chú anh chị mình thấy không ạ? Quá trơ trẽn đúng không cả nhà, quá trơ trẽn đi, nói như vậy mà cũng nói cho được nữa. Sau khi mà cái sự việc xảy ra đó thì bên kia cô chú anh chị, những YouTuber bên kia đó, nó không dám lên nói gì hết trơn á. Nhưng mà nó có những người thì cũng dám mạnh dạn lên nói, nhưng nó nói thì nó lấp liếm, nó cho qua chuyện, và cũng như là nó bênh vực bất chấp, vì mọi thủ đoạn của nó bênh vực bất chấp, không có từ nào để diễn tả được luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Về cái vụ việc mà cái điện thoại thì cũng vậy ha, cũng bị cộng đồng mạng soi ra. Em phải nói rằng khâm phục cộng đồng mạng vô cùng, như vậy mà còn soi ra được nữa. Đó là người nhà của Vũ Công Công đã dàn xếp sẵn và đem lên tặng cho anh ta, vừa dứt bài lời bài hát thật sự mà nói hát lệch nhịp lệch tông mà quên lời, vậy mà lên tặng cho một cái điện thoại, thật sự mà nói quá nhục cô chú anh chị. Em còn nghe đồn như thế này nữa nè, cái người lên tặng là xài 14 ha, điện thoại iPhone 14, nhưng mà lên tặng iPhone 16 thật sự không thể nào mà chấp nhận được quý cô chú anh chị. Thì chúng ta cần phải nhắc nhở đi ha, nhắc nhở đi, nhắc nhở lại nhiều lần cái vụ việc này để cho cái tụi bên kia nó biết được, và những cái gọi là YouTuber dơ bên kia đó nó thấy được, nó nghe được, và những người mà yêu thương ủng hộ Vũ Công Công với lại Phương Mama đó cho nó thấy được ha cô chú anh chị. Đó, ba sòi mẹ sòi hay là dê con rồi đó, cho nó thấy được hai lần luôn chứ không phải một lần đâu. Lần trước á, thì ở giỗ tổ, lần này thì ở cái mini show, chắc có lẽ là cố nghệ sĩ Linh Thiên cả nhà. Trong cái drama này á, ngoài cái pháp lý ra còn có sự Linh Thiên màu nhiệm trong đó nữa. Cố nghệ sĩ đã tán vô cái mỏ của nó rồi, của chú anh chị, tán vô cái mỏ của Vũ Công Công rồi, không cho Vũ Công Công nó, mày á, là một đứa phản phúc bất hiếu, bất hiếu vô ơn á, tao đã giúp đỡ cho mày biết bao nhiêu để mày thành danh thế này thế nọ, nhưng cuối cùng mày lại khi tao nằm xuống rồi á, mày đội tang cho có, mày đội tang cho có để mày lấy hình ảnh ha, mày dựa vào hình ảnh của tao để mày mày lấy danh tiếng, rồi sau đó mày lại vô ơn phản phúc với con gái của tao, bây giờ tao tán mày xéo mỏ tao tán mày xéo mỏ, cho mày hát không được nữa, tao bóp cổ mày, tao bóp họng mày, cho mày hát không được đó. Và bên cạnh đó thì có lẽ là cái sự trơ trẽn của anh hai này, của anh Khứa hai này, thì do hít nhiều, hử nhiều quá nên đã bị ngộ độc và quên mất trí nhớ, rồi lên hát hết được rồi cô chú anh chị, quên lời rồi. Nó bị Phương Mama cho hít nhiều quá, hử nhiều quá, bây giờ lời bài hát mà cũng quên nữa, và đổ lỗi cho rằng á, là cái sở trường của anh ta là giọng cổ chứ không phải là tăng nhạc lên hát. Tăng nhạc thì bị quên lời, giọng cổ á, thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi. Nói chung là nguyên cái mini show của anh ta đó, nó hầu như là không có được cái gì hết trơn cả nhà. Không có vào cái tông nào, không vào cái nhịp nào hết trơn. Hầu như là từ A tới Z là bị lỗi hoàn toàn luôn cô chú anh chị. Vậy đó, mà tụi nó cũng cho rằng là hay và thành công, rất là thành công mỹ mãn luôn đồ các kiểu ha cô chú anh chị. Thôi thì người ta nói gì nói, đó là cái miệng của người ta có quyền nói. Nhưng khán giả nhìn vào được thì thấy rõ ràng ha, chặt bạc đạn rõ ràng. Do hít nhiều quá, hử nhiều quá, quên lời, mất trí nhớ rồi. Còn cái con chêm chép của Phương Mama nó có độc hết chứ không đùa đâu cô chú anh chị. Thông tin khác thì em muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình về anh Tím ha. Anh Tím có một khán giả chia sẻ một bài viết này nè, xin mời cả nhà mình lắng nghe nha. Thông báo ngày 26 tháng 10 năm 2024, họp fan, họp FC đó cả nhà. Khỏ đầu chí tại mời các fan của Việt Kiều chỉ chó gì khỉ chó có mặt tại lúc chấm chấm ngày 26 tháng 10. Fan đến tham dự đều được vinh danh xếp chung chủng loại với khỏ đầu chí, được cấp giấy chứng nhận công nhận danh dự dân tộc giả nhân hậu vệ giả mang. Những ai từng mơ ước được chuyển giống từ người sang thú tham dự buổi họp fan khỏ đầu chí sẽ được tội nguyện. Các bạn sẽ được làm lễ tuyên thệ trung thành với các loài khỉ như là khỉ già, khỉ khô, khỉ gió, vân vân. Đặc biệt, cuối buổi họp có chiêu đãi chuối
món ăn truyền thống của bộ tộc Dã Nhân của chúng ta. Khỏ đầu chí, liếm tê kính mời. Nhớ đem theo tiền ủng hộ Khỏ đầu chí mua vé máy bay về Mẻo. Nếu không có tiền mua vé, khỉ già sẽ đi bộ về Mẻo bằng đường tiểu ngạch theo cách mà thám tử lùng hướng dẫn, xin đội ơn trước. Đó cô chú anh chị, đó là em nghe đồn như cái nhà ngày 26 tháng 10 thì anh họ Hài Gión, anh sẽ mở hộp fan, và cái người mà để set up chương trình đó là anh Guitar đó, từ đầu tới cuối. Mà không biết nghe nói là bán vé cả nhà, không biết có bán vé hay không. Nếu mà nghe vé thì em cũng nghe đâu đó là cái chị bán trà đá ở dĩa hè đó, thì chị cũng có chia sẻ là nghe nói là tám 800 ha, 800 800 là 8 xị đó cả nhà, 8 xị. Mà chắc có lẽ nếu mà có bán vé thì em nghĩ chắc cũng lùa gà cả nhà ơi, lùa gà để có tiền mua vé máy bay bay về Mẻo. À, khán giả dưới nói là đi bằng đường tiểu ngạch mới chịu à ngang. À, khỏ đầu chí với le le bìm bịp cần cần hợp với Thảo, hợp ở Thảo Cầm Viên. Trời ơi, hợp mặt ở sở thú hả chú? Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng lớn đó ạ. À, đúng rồi cô chú anh chị ơi. À, người ta hợp fan đồ ha, hợp fan đồ, fan thú đồ ha cô chú anh chị. Đây, hợp fan mà bán vé 800k cho đồng loại khi nhớ ủng hộ nha. Trời ơi, ổng là cái gì cô chú anh chị? Hài Gión, Hài Gión mà hợp fan mà 800k. Ôi trời lạy Chúa. Trời ơi, toàn là nói gì mà nói lái nói gì á, em đọc muốn muốn lẹo lử luôn cô chú anh chị ha. Rồi đó là về vấn đề của ông tím mét mốt. Rồi qua một cái thông tin khác về vấn đề của Phương Mama. Phương Mama thì khán giả này có chia sẻ như thế này nè: lời thề ngu xuẩn. Cô chú anh chị mình còn nhớ không ạ? À, Phương Mama có thể là bị cái gì đó. À, nếu mà có quen biết và cũng như có gặp heo tai xanh đó thì Phương Mama thời hình như là bị tan xác, bị cái gì đó cô chú anh chị. Thì khán giả đây cũng có chia sẻ ha. À, bên cạnh đó thì cộng đồng mạng cũng tìm ra được cái clip Phương Mama có gặp heo tai xanh. Lời thề ngu xuẩn để chứng tỏ mình có thể phản bác một lập luận nào đó, dù phải miễn cưỡng sử dụng một xảo ngôn dối trá nhưng lại sợ không ai tin mình nên vội lấp liếm tuyên bố bằng một lời thề thiếu suy nghĩ. Có thể gọi đó là một lời thề độc ngu xuẩn nhất mà tôi từng chứng kiến. Người ta nói nhất ngôn ký xuất tứ mã nan chi, một lời thề thốt ra như bốn ngựa phi cũng không lại. Khi chợt nhận ra mình tự thốt ra lời thề sai lầm đó thì đã muộn, quá muộn nữa là đằng khác, vì vận đen có thể ghi nhận và chấp nhận lời thề bất cẩn đó. Tự hỏi cô ta thiếu thông minh đến độ phải chối bỏ mối quan hệ với một người nào đó dù sự thật họ vẫn phải liên lạc với nhau qua đủ mọi vấn đề, thế thì vô tình mắc một lời thề cực độc rồi sẽ ra sao không ai có thể đoán ra được ha. Nhưng chắc chắn vận đen sẽ nương theo lời thề đó mà sẽ có câu trả lời trong tương lai đó cô chú anh chị. Thì bài viết này á, thì của chú đây chú có nói á, là cái cô Phương Mama vợ của Vũ Công Công đó có thề đọc á, là em còn nhớ thề là cái gì đó tan xác gì đó nếu mà có quen biết với heo tây xanh hay là như thế nào đó, thì sẽ bị tan xác ra đường xe tông hay cái gì đó của chú anh chị. Thì chú đây nói là vận đen sẽ nương theo lời đó, lời thề đó ha, mà sẽ có câu trả lời trong tương lai. Thời bậy thời bạ đó cả nhà, bất chấp thời bất chấp đó quý cô chú anh chị. Thì thôi kệ người ta thề gì đó người ta thề, nhưng mà có sự thật có là như vậy, nhưng mà người ta vẫn thề, người ta chối bỏ và người ta lấp liếm đi cái câu chuyện để cho qua chuyện đó, thì vận đen nó sẽ tới thôi, trước sau thôi. Bây giờ cô chú anh chị mình cứ tin rằng á là nhân quả nó tới liền à, chứ nó không phải là đợi kiếp sau hay kiếp sau nữa đâu. Nhân quả nó tới liền á và nó tới ngay tức khắc luôn á, mình nói như thế nào là thề như thế nào là có như vậy của chú anh chị đó. Còn ngày xưa cả nhà mình nhớ Phương Mama nói gì với Hồng Loan không cả nhà? Phương Mama nói rất là dẻo miệng ha, chị hứa là chị sẽ yêu thương bảo vệ em, chú Năm á, là cả một bầu trời tuổi thơ của chị không có em gái, chị sẽ yêu thương em, chị có cái gì là chị sẽ suy nghĩ đến em, làm chị mà thân làm chị mà chị phải bảo vệ yêu thương em cho đến cùng,
cái lúc mà tặng cái sợi dây chuyền mà có mấy 100 mấy viên kim cương gì đó cô chú anh chị, nói hay lắm, nói ngon, nói ngọt lắm. Cuối cùng thì sao? À, chửi Hồng Loan lên bờ xuống ruộng. À, thương Hồng Loan bao nhiêu ha, thương Hồng Loan bao nhiêu chửi lại bấy nhiêu, chửi gấp đôi luôn cô chú anh chị, chửi nhiều hơn nữa. Kết hợp cùng với lại heo tay xanh, vũ công công, hề mét mốt đó, và tất cả những người bên kia cùng nhau hợp sức chửi Hồng Loan lên bờ xuống ruộng luôn, không còn một thứ gì luôn cô chú anh chị. Đó, trước sau gì cũng bị nghiệp quật mà thôi. Người nghiệp quật đầu tiên chính là Vũ Công Công. Trong những cái lần đi diễn của anh ta thì anh ta cũng coi như là bị chặt bạc đạn rất là nhiều rồi cô chú anh chị, lệch nhịp lệch tông rất là nhiều rồi ha. Đó, trong tương lai thì chỉ có tự hát, tự bán vé và tự xem thôi chứ không có ai mà xem nữa. À, trong cái show đó thì em thấy cô chú anh chị mình thấy không ạ? Họ chỉ gọi là làm cho vẻ nó qua chuyện thôi, chứ thật chắc cái sự việc nó là nó tồi tệ đến mức nào thì mọi người cũng biết rồi. Trong nhà rối rắm rối ren lắm rồi, nhưng chẳng qua là cố gắng tươi cười ha, cố gắng tỏ vẻ là ta đây là thành công, ta đây là đã thành công mỹ mãn và đại thành công được các kiểu ha. Đó là những gì mà thông tin mình muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Và trước khi kết thúc cái video này á, thì cho em xin phép chia sẻ một cái câu chuyện là em vừa rồi em có buổi chiều em có lên một cái video nói về cách C của Hồng Loan. Thì cái tụi bên kia đó, nó dẫn dắt câu chuyện, nó nói là Hồng Loan là hát giá cách C 500 đô, 2.500 đô gì đó, và Hồng Loan là đứa hát nhép, Hồng Loan là đứa vô ơn đó, nó chửi Hồng Loan rất là nhiều. Thì em mới hỏi bộ show Huy Lê để làm chứng minh, chứng tỏ rằng Hồng Loan có hát cách C hay không, để cho cái tụi sòi thúi dê con mà cũng như là cái tụi bên kia cần cần bên kia biết. À, thì bộ show Huy Lê cũng có chia sẻ rằng á, là Hồng Loan không có nêu giá, không có điêu lương, không có điêu gì hết, tất cả là do Huy Lê. Huy Lê là thấy gọi là cái show này á gọi là tình nghĩa thôi cô chú anh chị. Hồng Loan chỉ viết đi hát và giao lưu với cô chú anh chị mình thôi, chứ Hồng Loan không có điêu lương hát giá gì hết. Đó, thì cái sự việc đó là em muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Do cái tụi cần cần bên kia nó dẫn dắt và nó chửi Hồng Loan quá, nên em phải lên hỏi bộ show Huy Lê và đính chính cho cái tụi cần cần nó biết được. Nếu cô chú anh chị mình yêu thương em á, thì chúng ta hãy tinh tế và nhận ra đâu là đúng, đâu là sai. Còn chứ cô chú anh chị mình đừng có nặng nhẹ. Cái tụi cần cần bên kia nó chửi em không thành vấn đề, em không có lo, em không có lo lắng gì cả, em không có nói gì cả. Nhưng những người mà đã yêu thương ủng hộ em á, mà lên nói này kia nọ đồ đó, nặng lời nặng nhẹ, là thật sự em rất là buồn luôn cô chú anh chị. Chúng ta hãy cùng chung một chiến tiến, thì chúng ta hãy làm cái gì đó, làm một cái động lực để giúp em có thể chia sẻ được những thông tin hay và ý nghĩa đó dành tặng cho cô chú anh chị và các bạn mình. Và một lần nữa em chia sẻ đến cả nhà mình, trước khi em lên bài mà có bộ show Huy Lê thì được duyệt qua bộ show Huy Lê, và cũng như là em biết mình đang nói gì và đang hỏi gì, bộ show Huy Lê đã trả lời cái gì, thì em biết cái đó là đâu là đúng, đâu là sai. Mình ăn cây táo chứ mình không có rào cây sung, mình ăn cây nào mình rào cây đó cô chú anh chị. Cả nhà mình hãy tin tưởng ở em ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở một cái video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi video này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.